Vâng, kênh Tốt Nam Người Mường xin chào tất cả các bà con, chào tất cả các bạn. Nay tôi lại tiếp tục lên rừng để đi tìm hiểu và khám phá những cây thuốc quý của người Mường các bạn. Đây thì xin mời tất cả các bạn và bà con của chúng ta hãy cùng tôi nhé, cùng theo chân tôi để chúng ta đi tìm hiểu khám phá những loài cây thuốc quý của người Mường nào nhá. Xin mời tất cả các bác cùng tôi nào. Cây thuốc đây các bác. Ba cây đây đúng là cây thuốc đây nhé. Đây, thuốc đây rồi. Nó mọc thành lần thành đám đây rồi. Đấy, các bác nhé. Đây. Nay tôi đi lại gặp được một đám cái cây khôi đất đây các bác. Đây. Đây gọi cây khôi đất các bác nhé. Đây. Đấy. Đây, cây khôi đất đây này. Đấy. Đây là cây khôi đất các bác. Đấy. Một cái cây thuốc mà đã lâu nay ít người biết đến. Đó. Lâu nay thì tất cả các bà con của chúng ta chỉ có biết rõ nhất nó là cái cây khôi nhung, đúng không? Khôi nhung khôi tím đấy. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu và chia sẻ với tất cả các bác và bà con chúng ta, đây chính là một loài cây thuốc quý mà ít người biết đến, nó có tên là cái cây khôi đất. Đó. Tại sao lại gọi nó là cái cây khôi đất? Các bác nghe rõ nhé. Đấy. Nó chỉ có mọc thấp lè tè ở dưới đất này này. Đấy. Mọc thấp ở dưới đất, mọc thành đám các bác nhé. Đây. Mọc thành bụi thành đám đây. Đó. Tức là ở vùng chúng tôi gọi nó bằng cái cây khôi đất các bác nhé. Đấy. Thì lâu nay trong tất cả chúng ta thì chỉ có nghe nói đến là cây khôi nhung. Và đó, và cây khôi sọc. Cây khôi sọc là cái cây sang xê đấy các bạn. Cây khôi sọc là cây sang xê nhé. Đấy. Còn cái cây khôi xanh đó, mà tôi đã có chia sẻ ở trong cái video của tôi năm 2019 đấy, đó là cũng có mỗi mình ở nhà tôi là từ bà cụ trồng, mà tôi chia sẻ là cái cây bà cụ trồng 50 năm đấy. Đó. Thì hôm nay nhé, đó, thì tôi lại muốn xin giới thiệu và chia sẻ tới tất cả các bà con của chúng ta, đây chính là một loài cây khôi đất. À, còn đây nữa này. Đây cũng tiếp tục ở đây nữa đấy. Các bà con nhìn rõ không nào? Đấy. Đây, đây cũng là nó luôn nhé. Đấy. Bác quan sát nhìn rõ cho tôi này. Nhé. Đấy, chỉ có mọc là tè thấp dưới đất. Rất chi là giống lá khôi nhung. Đấy. Nhưng mà nó chỉ có mọc thấp ở dưới đất thì mới gọi nó là khôi đất các bác nhé. Đấy, gọi nó là khôi đất. Đây. Để tôi quay sát cho tất cả các bác ta cùng xem nhé. Các bác quan sát nhìn rõ chưa nào? Đây. Đấy, nhìn rất chi là giống lá khôi nhé. Đấy. Ở cái đọt non của nó thì nó có cái dạng màu tím. Đấy. Đây là cái mặt dưới của lá non đây. Đây cái mặt trên nữa các bác nhé. Đấy. Chẳng khác lá khôi một chút xíu nào. Nhưng có mỗi cái sự khác biệt giữa cái khôi đất này với cây khôi nhung. Đó. Thì là ở cái mặt dưới đây. Đó.
và quan sát nhìn rõ nhé. Cái mặt dưới của lá khôi nhung của chúng ta, khôi tím ấy, thì nó tím đậm, có màu tím đậm, nhưng cái này nó hơi một chút thôi các bác nhé. Đây, đây và đây là cái mặt trên, mặt trên của lá đây các bác nhé. Đấy, mặt trên của lá khôi đất đây, các bác quan sát nhìn rõ cho tôi. Nhưng có một cái điều nó khác biệt nữa là về cái loài này, khôi đất này, đây các bác nhìn rõ chưa nào. Đây, ở cái mép này nó có cái răng cưa li ti nhé. Đây các bác quan sát có nhìn rõ thôi. Đấy, có răng cưa li ti. Đấy là nó khác cái khôi nhung của chúng ta như thế các bác nhé. Đấy, đấy là để cách nhìn nhận phân biệt về cái màu sắc tố của đấy, đọt lá non, đây phải lá già của nó. Để chúng ta tìm hiểu rõ thêm nữa về cái loài cây khôi đất này thì mời các bác hãy cùng tôi chúng ta cùng tìm hiểu nào. Đây, à đây, tôi lại nhổ được một cây ở đây rồi. Đây, tìm hiểu thêm nhé. Đây, mời các bác. Thì về cái loài cây khôi đất này nhé, thì nó có hoa các bác. Đây, mùa này đang mùa hoa của nó. Đấy, mùa hoa. Và cái loài này nó có hoa có quả các bác nhé. Có hoa có quả, cây khôi đất này. Đấy, có hoa có quả. Thì vào cái mùa này hiện, cái ngày hôm nay đó, đang là vào coi như ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch các bác nhé, mùng 10 tháng 4 âm lịch. Đây, đó, cái quả của nó đây các bác nhé. Tôi nhổ hoa cầm lên này. Đấy, nó có quả chín đỏ như thế này. Đấy, đó là vào mùng 10 tháng 4 âm lịch. Đây, đang ở tháng 4 âm lịch là nó có hoa có quả chín như thế này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn rõ cho tôi. Đấy, quan sát nhìn rõ nhé. Đấy, quả chín màu đỏ, màu hoa nó dạng như thế này các bác nhé. Đấy, đây màu sắc tố của nó, quả chín đỏ nhé. Đấy, quả chín đỏ. Thì như các bác ở cái vùng rừng miền núi nhé, thì các bác cứ hay đi rừng và để ý cho tôi. Đấy, gặp một cái loài cứ để ý nó mọc chỉ có thấp ở dưới đất này thôi này. Đây, nó có một bãi luôn này. Đấy nhé, có một bãi luôn. Đấy, mà nó rất chi là giống cái lá khôi, là đúng là khôi đất rồi các bác, đúng là khôi đất rồi. Đấy, để cách nhìn nhận phân biệt về cái loài khôi đất này, các bác quan sát nhìn rõ chưa? Đấy, từ cái lá non này cho đến cái mặt trên của lá này. Đấy, và mặt dưới của lá đây, đúng không? Đấy, nó rất chi là giống lá khôi nhung. Đấy, rất chi là giống. Đấy, nhưng mà nó có hoa có quả chín màu đỏ nhé các bác nhé. Có hoa có quả chín màu đỏ. Đấy. Như để tác dụng trị bệnh về cái loài cây khôi đất này, đấy thì nó có tác dụng, nó rất chi là tốt các bác ạ, rất chi là tốt. Và có vẻ ít chi là người biết đến, lâu nay chẳng có mấy người họ biết đến cái loài cây khôi đất này, ít lắm khi người biết đến. Thì có tác dụng trị bệnh như sau. Đấy, cái thứ nhất là nó có tác dụng điều trị bệnh dạ dày bao tử các bác nhé. Bệnh dạ dày bao tử, đó, dạ dày bao tử nói chung. Cái thứ hai về cái bệnh đường ruột. Đấy, bệnh đường ruột các bạn, đấy như cái dạng viêm đại tràng nhé, viêm đại tràng mãn. Đấy, thì cách sử dụng trị bệnh thì mời tất cả các bà con của chúng ta hãy cùng tôi nhé. Chúng ta chỉ có dùng cái lá nhé. Đây, tôi ngắt hẳn cái lá đây cho các bác xem luôn này. Đấy, chúng ta chúng ta chỉ dùng cái lá mà cuống nó tím. À đây, nó có một cái khác biệt nữa là cái đây, cuống của nó tím này nhé, tím luôn này. Tím ra như màu mực luôn nhé. Đấy, mực tím luôn. Các bác nhìn rõ chưa? Đấy. Chúng ta chỉ ngắt lấy cái lá này nhé các bác nhé. Đấy, ngắt lấy cái lá. Đem rửa sạch. Đấy, phơi khô. Và có thể dùng tươi cũng được nhé. Có thể dùng tươi cũng được. Về cái loài này, dùng tươi cũng rất chi là tốt. Đấy, dùng khô cũng tốt. Tức là chúng ta ngắt lấy lá nhé. Đấy. Như cái loại lá to này chúng ta chỉ cần cho vào 3 lá nhé. Chỉ cần 3 lá. Đấy. Như cái lá nhỏ nhỏ này chúng ta thì cho vào 5 lá tùy theo. Đấy. Cái lá nhỏ hơn nữa như thế này thì chúng ta cho vào khoảng 6 lá.
nhé các bác nhé. Đấy, những lá to chỉ cần 3 lá như thế này. Đấy. Để kết hợp với những cái vị thuốc khác để chúng ta trị bệnh dạ dày bao tử. Dạ dày bao tử cũng như đấy là đại tràng, đấy đường ruột đấy. Gọi là đại tràng đường ruột. Đấy. Trường hợp như mà đại tràng đường ruột hay đi vân sống mà chữa các kiểu không khỏi đấy thì dùng cái loại này trị rất tốt. Kết hợp với những vị thuốc khác là như sau. Đấy. Dùng lá cây khôi đất các bác, dùng lá cây khôi đất để kết hợp với, cũng như bài vị khác như sau, kết hợp với khổ sâm, lá cây khổ sâm và cây dạ cẩm nhé, và cây dạ cẩm. Đó. Nghe chưa các bác, khổ sâm, dạ cẩm. Đó. Và kết hợp thêm nữa cho tôi là cái cây bòn bọt. Đấy, cây bòn bọt còn hay gọi là cây chè bọt đấy. Cây bòn bọt còn hay gọi là cây chè bọt nhé. Đấy. Và các bác kết hợp thêm cho tôi nữa là cái củ nâu ré. Củ nâu ré mà tôi ở video lần trước tôi có hay quay tôi chặt ra ở cái chỗ bờ suối đấy. Cái củ nâu mà nó không phải là cái củ nâu tròn tròn nó mọc nổi lên ở trên mặt đất đâu các bác nhé. Nó mọc gì mà dưới đất. Nó bề bề mà nó có gai 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 đấy. Đấy. Nó gọi là củ nâu ré các bác nhé. Đấy, ở địa phương của tôi còn hay gọi nó bằng cái củ nâu chó đấy. Đấy. Chúng ta kết hợp lại những cái vị và kết hợp thêm một vị tiếp theo nữa là trùng gửi cây đu xoan. Đấy, cây đu xoan ở miền Nam hay gọi nó là một cái cây sầu đông ấy. Các bạn, cây sầu đông nhé. Đó. Tại sao ở miền Nam gọi nó cây sầu đông, tôi cũng phải nói cho các bạn miền Bắc biết về cái cây đu xoan, tại sao miền Nam gọi nó cây sầu đông. Thì cứ đến mùa đông là nó rụng hết lá. Đấy, nó rụng hết lá. À, thì người ta gọi nó sầu, về mùa đông gọi là cây sầu đông. Chúng ta lấy cái tầm gửi đấy nhé. Lấy cái tầm gửi đấy. Và cái cách sử dụng cũng như mọi cái thứ thuốc khác. Đấy, mọi cái thứ thuốc khác. Chúng ta đều làm khô nhé. Đều về làm khô, băm, phơi khô. Đấy, đến khi sử dụng chúng ta đem rửa sạch, rửa sạch và kết hợp với những cái vị thuốc như tôi vừa nêu trên để chúng ta trị bệnh dạ dày bao tử nói chung và bệnh đường ruột nhé, và bệnh đường ruột đại tràng đấy. Thì mấy cái vị như sau, chúng ta mỗi vị kết hợp cho tôi mỗi vị một nắm nhé, mỗi vị một nắm, mỗi vị một nắm. Và kết hợp với lá khôi đất để chúng ta tạo thành một thang thuốc để trị bệnh các bác nhé. Tạo thành một thang thuốc để trị bệnh. Thì chúng ta rửa sạch, cho vào ấm, cách sử dụng đó. Cho vào 1,5 lít nước và đun sôi cho tôi 15 phút. Bắt đầu khi sôi nhé, các bác bấm đồng hồ. Đấy, sôi 15 phút. À, lưu ý đừng để cho nước bùng ra ngoài. Đấy các bác nhé. Đừng để cho nước bùng ra ngoài. Rồi chúng ta uống thay nước khác hàng ngày. Các bác nhé. Chúng ta uống thay nước khác hàng ngày. Đó. Đó là về cái bài thuốc của cây khôi đất. Các bác. Đấy. Của cây khôi đất. Và có lẽ cũng qua cái chương trình ngày hôm nay, tôi cũng xin được chia sẻ giới thiệu về cây khôi đất. Thầy mong rằng tất cả các bác và các thầy bà con chúng ta, những ai hiểu biết và có biết thêm tác dụng trị bệnh thêm nữa về loài cây khôi đất này, thì cũng mong tất cả các thầy, các bác và các bạn hãy góp ý để lại lời bình ở dưới video. Đấy, để cho kênh Thôn Nam Người Mường ngày một hay biết hơn thêm nữa nhé các bác nhé. Ngày một hơi biết lên thêm nữa. Đó. Và ở vùng miền núi các bạn nhé, lưu ý cho tôi nhé. Đó. Lưu ý cho tôi đi rừng cứ để ý. Đó. Nhìn xuống dưới đất chứ nó không có mọc cao đâu, mọc lè tè như thế này thôi. Nhìn thấy đúng loại như thế này nhé. Đấy, mùa đúng mùa này là nó có hoa có quả chín đỏ mà lá giống y xì lá khôi nhung như thế này là đúng nó rồi. Đó, đúng nó rồi nhé. Đó, thì chúng ta lấy về sử dụng như cái tôi đã chia sẻ nhé, tôi đã chia sẻ
thì bệnh. Và ở vùng miền nào, miền xuôi, ở thành phố, các tỉnh, ở miền Bắc, miền Nam. Đó, miền Bắc, miền Nam, đó, ở các vùng miền xuôi, thành phố. Các bạn không có những cái loại cây khôi đất này để trị chứng bệnh về như đau bao tử, dạ dày, cũng như là đường ruột, đại tràng đấy. Đó, trường hợp là đi vân sống, đó, bụng đi vân sống, đại tràng, lâu năm không khỏi nhé. Đó, thì cũng ngày xin liên hệ tới nhà thuốc của nhà tôi để tôi xin hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ các bác nhé. Đấy, cũng qua số điện thoại tôi cũng có để trên kênh. Số đấy tôi cũng có dùng Zalo luôn đấy các bác. Đấy, thì số điện thoại thì cũng tôi cũng xin nói lên cho tất cả các bác ta cùng nắm được luôn nhé. Đây là cái số điện thoại của nhà thuốc chúng tôi là 0976972618 các bác nhé. Đấy, tôi nhắc lại một lần nữa, đó là 0976972618. Đó, các bác cứ như thế mà liên hệ qua số điện thoại đấy, và có thể là kết bạn vào Zalo, Zalo cũng như là ở trên trang Facebook cá nhân của tôi cũng dùng số điện thoại đấy luôn các bạn, đấy, cũng dùng số điện thoại đấy luôn. Đấy. Vâng, và có lẽ đến đây thời lượng video nó cũng có hạn, cũng không để cho tất cả các bác và bà con của chúng ta phải mất thời gian thêm nhiều nữa. Đến đây tôi cũng xin khép lại chương trình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở chương trình lần sau nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và mọi người ở chương trình lần sau ạ.